Hi, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh của Hoàng Hiếu. Trong những ngày hè oi bức, trà giữ nhang chắc chắn là một món ăn mà bạn không nên bỏ qua. Bên cạnh vị thanh mát, món trà này còn mang đến rất là nhiều dưỡng chất cho sức khỏe người dùng. Tưởng chừng như là phức tạp nhưng cách nấu trà giữ nhang lại vô cùng đơn giản. Hãy cùng với Hiếu vào bếp để thực hiện món này nhé. Nguyên liệu của món này gồm có nấm tuyết, táo đỏ, bồ mễ, kỷ tử, đường phèn, đông trùng hạ thảo, lá dứa, tuyết yến, nhựa đào, hạt sen, nhãn nhục và hạt chia. Đầu tiên mình sẽ đi ngâm tuyết yến, nhựa đào và bồ mễ. Mình ngâm qua đêm nha mọi người, vì những nguyên liệu này là nó sẽ lâu nở hơn. Tiếp theo là mình cũng ngâm hạt sen qua đêm luôn nha. Đây là những nguyên liệu mà mình đã ngâm qua đêm thì nó cũng đã bắt đầu nở trương to ra hơn rồi đó mọi người. Thì bây giờ mọi người sẽ đem đi rửa sạch nha. Tiếp theo mình sẽ bắt một nồi nước khoảng tầm 1 lít rưỡi đến 2 lít. Sau đó mình sẽ cho hạt sen đã ngâm qua đêm vào và mình sẽ hầm hạt sen cho đến khi nào hạt sen nó thật mềm nha mọi người. Theo mình sẽ cho lá dứa vào để cho tạo hương thơm. Trong lúc đợi cái nồi hạt sen của mình chín á thì mình sẽ đem ngâm nấm tuyết, vì nấm tuyết nó rất là nhanh nữa, và mình cũng sẽ ngâm táo đỏ luôn nha. Mình ngâm trong vòng 10 phút là được. Lúc này á thì nồi hạt sen của mình cũng đã bắt đầu sôi sùng sục lên rồi, thì mình sẽ lấy một ít hạt sen ra kiểm tra coi thử hạt sen của mình đã mềm hay chưa nha. Nếu mà mềm rồi thì mình sẽ vớt ra, còn nếu mà chưa mềm thì mọi người sẽ hầm thêm một tí xíu nữa để cho hạt sen nó mềm ra nha. Hạt sen của mình bây giờ thì cũng đã mềm ra rồi, mình sẽ vớt hết các nguyên liệu ra. Mọi người lưu ý là cái nước hầm hạt sen khi nãy mình vẫn giữ lại để mà mình nấu tiếp nồi chè của mình nha. Đồng thời thì mọi người thêm một tí xíu nước vào nữa, vì khi mình hầm hạt sen thì nước cũng đã cạn bớt rồi. Bây giờ thì táo đỏ của mình cũng đã bắt đầu nở rồi, mình sẽ đem đi rửa sạch táo đỏ. Và mình sẽ bỏ phần táo đỏ này vào trong cái nước hầm sen khi nãy của mình luôn. Và mình sẽ hầm táo đỏ này trong vòng khoảng tầm 10 phút để cho táo đỏ được mềm ra nha. Trong lúc đợi táo đỏ mềm thì mình cũng sẽ ngâm kỷ tử trong vòng 5 phút thôi nha. Vì kỷ tử nó rất là nhanh mềm nên mình chỉ ngâm trong khoảng 5 phút để cho nó ra hết chất dơ thôi. Khi táo đỏ của mình đã bắt đầu mềm thì mình sẽ cho các nguyên liệu là bồ mễ, tuyết yến, nhựa đào vào phía trong để nấu luôn. Lúc này thì kỷ tử của mình cũng đã bắt đầu mềm rồi. Mọi người lưu ý là nên loại bỏ những hạt kỷ tử mà màu đen nâu như thế này nha, vì loại kỷ tử này là nó không tốt đâu. Mình chỉ nên để những hạt kỷ tử nào mà có màu đỏ cam tươi thôi. Mọi người rửa sơ sạch kỷ tử lại nha. Nấm tuyết của mình sau khi ngâm khoảng tầm 10 phút á thì cũng đã bắt đầu nở ra rồi. Mọi người nhớ là cắt cái phần chân nấm đi nha. Rồi sau đó mọi người xé ra từng miếng nhỏ vừa ăn như thế này và đem đi rửa sạch luôn. Lúc này thì các nguyên liệu trong nồi cũng đã bắt đầu chín rồi. Thì Hiếu sẽ cho phần nấm tuyết này vào trong nấu trong vòng khoảng tầm 5 phút nha. Khi các nguyên liệu của mình đã chín rồi á thì mình sẽ cho hạt sen vào nha. Vì hạt sen mình đã nấu mềm rồi nên mình sẽ cho sau cùng. Mình nấu khoảng tầm 5 phút nữa thì mình sẽ cho kỷ tử vào cuối cùng. Vì kỷ tử rất là mềm nên là mình sẽ cho phần kỷ tử cuối cùng nha mọi người. Nấu được khoảng tầm 5 phút nữa thì mình thả đông trùng hạ thảo vào. Đông trùng hạ thảo thì mọi người không nên để lâu nha, vì nó sẽ mắc chất. Và tiếp theo là mọi người nêm vào đường phèn. Mọi người nêm sao cho nó có vị ngọt thanh vừa ăn là được, tùy theo mỗi nhà, nên là mình sẽ không nói khối lượng đường phèn cho mọi người nha. Mọi người cứ tự nêm nếm sao cho vừa ăn. Và cuối cùng là mình sẽ bỏ hạt chia vào trong nồi và tắt bếp. Mọi người lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng kỷ tử vừa đủ thôi, không nên dùng quá nhiều vì sẽ khiến nồi chè của mình bị chua nha. Khi tắt bếp thì bạn mới cho nhãn nhục vào cuối cùng để giữ được độ giòn và có vị ngọt tự nhiên.
Có một số lưu ý mà Hiếu cần mọi người nhớ, đó là trong thời gian ngâm bồ mễ, nhựa đào và tuyết yến qua đêm thì bạn nên để chúng trong tủ lạnh để hạn chế bị chua. Ngoài ra sau khi ngâm đỡ thì bạn cũng nên rửa sạch lại để loại bỏ vị chua nha. Bồ mễ, nhựa đào và tuyết yến phải ngâm khoảng tầm 8 giờ mới có thể nở hết được. Để tiết kiệm thời gian thì bạn nên ngâm qua đêm. Tuyết yến sẽ hút rất là nhiều nước nên là bạn cần đổ nước nhiều hơn khi ngâm nha. Là chỉ vài bước đơn giản, Hiếu đã hoàn thành xong nồi chè giữ nhang. Nếu mọi người muốn ăn đặc thì mọi người thêm ít, mọi người để nước ít, còn nếu mọi người muốn ăn loãng thì thêm nước nhiều vào nha. Giờ thì Hiếu chỉ cần rót ra ly và để nguội thưởng thức thôi. Mọi người biết không, được chế biến từ những loại thảo mộc quý như là yến tiết, nhựa đào, bồ mễ, lông nhãn, hạt chia thì chè giữ nhang được giới vua chúa xưa kia sử dụng để duy trì sức khỏe và bảo vệ nhan sắc. Món chè này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc rất là hiệu quả luôn. Các loại nguyên liệu thì được sử dụng để nấu chè có thể đào thải độc tố dưới da, làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp làn da trở nên trắng mịn. Ngoài ra sử dụng chè giữ nhang còn giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn, từ đó có thể giảm được cân nặng. Chè giữ nhang rất tốt cho hệ tim mạch khi có thể ngăn ngừa được chúng máu đông, xơ vữa động mạch, cao huyết áp. Sau khi rót chè ra ly xong, nếu mọi người muốn thưởng thức ngon hơn thì nên để chè vào trong tủ lạnh ngăn mát để thưởng thức nhé. Như vậy nó sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn. Vậy là chỉ vài bước đơn giản thì mình đã xong món chè giữ nhang này rồi, làm rất là đơn giản phải không nào? Nếu mọi người thấy hay thì hãy share, like, comment và cho Hiếu một lượt đăng ký để ủng hộ Hiếu nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chúc mọi người làm thành công với món chè giữ nhang này nha. Tạm biệt mọi người.